Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận, từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia: Ở Rama vẫn nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà ra khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.